Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo. Hiện tại thì ngay lúc này mình đang có mặt ở vườn na ở khu vực nhà ông bác ở trên Chi Lăng, Lạng Sơn. Đây mình quay bộ máy tời đây. Đấy, mọi người thấy quá là nhanh luôn nhỉ. Thế là vườn nhà mình này là ở trên đấy là cao nhất đấy ạ. Nó đi mấy chặng nữa. Nó còn đi mấy chặng nữa, những cái lần khác là nó đi mấy chặng. Ở cái này thì nhà chú thì ngay ở cái mỏm đấy. Cái mỏm kia gì? Hất vào là vườn của chú đó đấy. Còn người ta đi mấy đường trời cơ. Mấy đường trời. Nhảy sang núi nọ, núi kia là mới về ra đến trời này được. Vâng. Đấy như thế cơ. Vào sâu nhỉ? Năm nay nhà mình thu hoạch là khoảng tầm được bao nhiêu tấn nào bác? Chưa xong à? Thế dự tính bây giờ nhà mình ở trong vườn thì còn khoảng tầm bao nhiêu nữa? Hai tấn. Được nhỉ? Vâng, năm nay nhà mình bán được giá không ạ? Được giá đấy. Cũng được giá. Trung bình cứ 40-50. 40-50. Còn 60 thì cái chuyện đấy là không biết. Xu đi bù lại. Vâng. Như những cái na này thì mình bán bao tiền bây giờ hiện tại? Cái này nó phải có một số thì là bán 50. 50. Quả to lắm này. To đấy. Vâng, to nhỉ. Na cuối mùa như này là đẹp nó nào nữa nhỉ bác nhỉ? Na này là na trên núi. Na trên núi ạ? Không phải cuối mùa đâu. Chưa phải cuối mùa. Chưa phải cuối mùa. Đấy. Cái này là na trên núi. Quá đẹp rồi. Thế tức là bây giờ chỉ còn na trên núi thôi nhỉ? Na trên núi dưới bằng hết rồi đây này. Dưới bằng thì hết rồi nên mọi người hết sạch luôn rồi. Sạch luôn. Vâng, đấy. Còn na gối. Ồ, có na gối đây nhỉ? Đây là kế đây. Đấy na nhỉ? Gối đây. Vâng, đấy. Có quả bé này. Quả bé. Đấy tầm tháng 10 nhỉ? Tháng 10, tháng 11. Vâng. Chú cũng to như thế, còn bằng ngón chân cái không? Thế quả này là quả trứng sâu chứ không phải là ấy đâu. Đây quả sâu. Đây là quả sâu là của cái na này. Kiểu như là dạng quả bi đúng không? Đây. Đấy là quá đẹp rồi. Vâng. Na này tháng 11. Đấy, nay mình đi ngang qua đây thì thấy vị trí này hay lắm ấy nhỉ. Vâng. Sương mù quay rất đẹp, nó thò ra trông như là một cái gì nhỉ? Ở trên kia núi. Cái thung lũng vậy ạ? Không phải. Hay là ở trên đỉnh ạ? Đoạn kia nó sương mù, xong ra đến này nó khỏi mây như là lơ lửng nhìn thấy rõ hơn một. Thế ạ. Đẹp lắm, quay đúng kiểu nhưng mà quay tầm cảnh. Là bộ tời này là khoảng hơn 200 mét. Cào thế nhỉ, cháu nhìn khá dài đấy. Dài chứ. Vâng. Thế bao giờ thì lại tời xuống ạ? Bao giờ thì có na tời xuống ạ? Bây giờ cứ phải thu hoạch ở trên kia được thì lại gọi điện. Vâng. Cái này. Vâng. Cái này bây giờ ở trên đấy bây giờ dùng đàm xuống đây có được không nhỉ? Đàm ấy. Gọi được chứ mà. Vâng. Điện thoại gọi được thì mình gọi lên gọi xuống cũng được. Đây toàn núi đá cao bây giờ. Chứng tỏ vẫn chưa phải là cuối vụ. Vâng. Còn cái bằng là mạng nhà thì khác. Vâng. Đi bên kia phải thích chơi đi. Mạng ngoài trời. Mạng ngoài trời thì mua mạng. Ui, na đẹp thế nhỉ. Nhìn đây đẹp này. Na nhà bác đẹp thế này. Này mọi người đẹp. Nhìn. Mã công nhận đẹp nhỉ. Cái mắt to nữa. Cái này kia chọn này. Cháu thấy là ở xung quanh đây chỉ có cái na tím này phải không? Hay là nó như nào? Na tím. Không, cháu thấy là có nhà có na tím luôn. Na tím nhiều ấy là dưới ruộng. Dưới ruộng à? Na rất là to này, quả đẹp này, mọi người. Đấy, hiện tại bây giờ 50-60.000 một kg ấy. Chính xác. Đấy. Đồng mùa lên 80. Nói chung là na 80, thì nó tùy theo na bác nhỉ. Phía bên kia toàn núi đá cao, trên đấy họ cũng dòng na đấy nhỉ.
có rồng ở cái thung lũng rồi nhỉ? Cái này nó trên toàn là sườn đá nên nó không dùng gì. Trồng bọc cây thì không. Bây giờ mình phải trở về nhà. Trở về chỗ cửa ải. Cửa ải á? Ở chỗ chú bán hàng ở đấy. Thế mình ra đấy mình lại phân loại ra đúng không? Phân loại là. Phân loại 1, loại 2, loại 3. Rõ ràng. Đây. Nếu có sọt này, một cái sọt như này thì khoảng tầm bao nhiêu ký đấy bác? Hơn 20 ký. Được chở như này thôi, đơn giản này thôi nhỉ? Thế thôi, nếu mà có hai gánh thì lắp cái này lên đấy. Một cái đòn nữa là hai gánh. Vâng. Một cái lồ này nữa ở trên nữa. Vâng. Và mai chở. Không có đâu. Chở tiền. Chở tiền chứ, đúng rồi, cái này là chở tiền đấy. Cả năm trông vào cái quả na này đúng không? Vâng. Nó như là vải thiều ấy, cả năm trông vải thiều. Vâng, cháu thì lại quê vải thiều. Quê vải thiều à? Vâng, cháu dưới Lục Ngạn. Cháu dưới Lục Ngạn. À, Lục Ngạn. Vâng. Kênh của cháu là kênh Lục Ngạn quê tôi. Vâng. Hãy đi tìm hiểu. Dạ vâng. Nay nhà mình lại đi hái từ mấy giờ? Ở đây em mới đi đi làm bùng thôi. À, làm bùng. Chắc chiều nay về, 2-3 ngày lại về. À. Thì đó. Trời đấy, vừa trời nước, vừa trời thức buổi sáng đấy. À vâng. Nước ngọt, nước bùng lên đấy. Vâng. Thế giống như ở nhà ấy. Nói chung là thế là tiện là đúng không? Cũng có nước tắm thỏa mãn luôn. À vâng. Ôi giời ơi. Mấy cái bể của cái loại hàng thải ấy. À vàng, đúng rồi. Chục cái tắm thỏa mãn, hai vợ chồng nhảy xách trên kia được. Người nói là nó có sướng hơn ở nhà. Vâng. Ở nhà tao thấy ở nhà trông cháu còn mệt. Trông cháu mệt. Trông cháu còn mệt. Vâng. Đấy, sáng nay thằng gọi là đi học bởi đi học. Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều nhé. Chân trống ạ. Cái này chật hơi chật kích vào cái đường Vành Lao. Tính là tính ở cái đòn đấy nhá. Tính cái đòn đấy nhỉ? Can ke. Can ke, không có ke, cái đòn dài vào đâu. Vâng, đấy, đấy. Giỏi đấy. Đi đâu một tí thôi. Vâng. Đó. Ba cái chở ba thúng cái tính là mỗi thúng 20 cân. Thì ba thúng thì gọi 60 cân, nhưng mà chở na thì nó khác, nó không như chở vải. Mọi người nhìn thấy là toàn núi đá cao hùng vĩ thôi. Ở đây thì gần giáp cái khu vực mình xuống một tí nữa là cái khu vực xuống là cái núi đá mặt quỷ ở ngay bên dưới này luôn nhé mọi người. Đấy. Cách nhau một xíu. Đây bà con thì bây giờ thì thu hoạch ở tít tịt mãi bên trong kia cơ, xiên sâu vào những cái đấy nữa, còn xa nữa cơ. Đấy. Còn bây giờ dưới đồng bằng thì hết na, kiểu như ở bên dưới thấp này, vườn dưới thấp dưới cái chỗ gần này hơn thì hết na, chủ yếu vào bên sâu bên trong, toàn núi đá cao lừng lững luôn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực địa điểm chỗ khác xem nào nhé mọi người nhé. Thì xin mời mọi người cùng theo chân mình đi khám phá tiếp theo. Hiện tại thì bây giờ mình di chuyển đến một điểm khác nữa mọi người nhé. Ây, gõ. À. Này của mấy nhà đây chị? Ôi ồ, bắt đầu lên rồi. Đấy, tỏi tí tiêu mọi người ơi. Đây, những thúng na này là thu hoạch ở trên núi xuống này. Nhà mình còn nhiều các bạn. À. Tết nhỉ. Này chạy tết Tết đi. À, na xuống đây không? Ui, hai sâu liền cơ.
hai xô liền. Mỗi lần ấy xong là phải gõ thế. À đây lại lên này. Ui chạy nhanh thật. Đấy, chạy rất là tết luôn này mọi người. Độc nhất vô nhị. Đây, na này. Rất là đẹp luôn này mọi người xem. Chắc hết rồi phải không? Ui liều. Này bao nhiêu gánh này? Đấy, thùng đa đẹp thế nhỉ. Gánh này đẹp. Quả to này. Gõ cái là lên luôn. Chạy tết lự. Wow, này mọi người nhìn thúng đa này, đẹp chưa? Ừ, quá to. Tết lự luôn mọi người. Đấy, chạy từ ấy từ đã xuống đến đây rồi này. Nhanh ghê. Quá nhanh. Cả lên cả xuống khéo chưa đầy một phút xem nhỉ. Nhanh thật đấy. Đây, lên tít từ trên đỉnh rồi quý vị các bạn nhé. Đây là trên đỉnh xuống rồi. Đây. Đấy. Mấy trên đỉnh kia xuống. Toàn là đẹp đây. Mã đẹp nhỉ. Cái này trắng. Na trắng phấn đẹp. Phấn phấn đẹp. Như gái 18 nhỉ. Như gái 18 thì ai mua. Quả na nó không. Nó không to hôm nay bé không to. Hôm qua to thì. Cái này mình đang phân ra hay thế nào? Phân loại phân luôn à? Phân luôn nhưng mới bán chứ không. Chị lấy mi à? Ai? Ok cho lấy được không? Không. Để em nhé. Mày bán cho phân loại của 22. Na này bây giờ mình bán bao tiền ạ? 40. 40. Còn có na nữa. Hết na. Ở dưới đồng bằng hết thôi, nhưng mà chắc là trên núi còn nhiều nhỉ. Cho biết. Rồi mới kiếm thế nên chắc là sai cái ngày rồi mới chắc. Này phân luôn à? Cái ngoài này cái mặt hay cái chín đấy? Mặt á. Xếp khéo nhỉ. Giờ đúng có cái bộ tài này tiện bao nhiêu nhỉ?
Không, gánh bao giờ mới xuống được đến dưới này được một gánh nhá. Đấy, lại có rau bí xuống nữa này. Có rau xanh ở trên nữa cơ. Bao nhiêu thùng na đẹp này. Cận cảnh. Lại gõ. Ê mới giỏi. Sáng chế ra cái này công nhận là giỏi ấy. Những cái này phải bố trí lắp đặt là phải là quá là kỳ công này. Một gánh, hai gánh, ba gánh, bốn gánh, năm gánh, sáu gánh, gánh, bảy, tám. Hai thúng một này. Chín, mười, mười một, mười hai. Đống này khối tiền rồi nhờ anh nhờ. Bao nhiêu tiền đây không? À bên nào, của bên nào bên ấy gõ à? Này bên nào bên gõ. Còn là đẹp không? Người nhìn thùng na này mọi người, đẹp chưa? Na bây giờ cũng chỉ được như này thôi. Quả to. Ô tài đúng chỗ rồi nhỉ? Tài đúng đến chỗ luôn. Ở trên kia nhìn thấy xuống dưới này à anh? Thế bảo làm sao là hãm được cái đoạn đến cái đoạn này hãm được. Ý, ở trên chắc là đang ấy à, đang móc vào sao thấy con cung cung. Thịt lự. Độc quyền, cái này là độc quyền ở Lạng Sơn rồi mọi người. Bộ này đắt luôn anh ơi. Bộ này này. Tự làm á? Nhà anh này nhiều thật đấy nhỉ, khá nhiều đấy nhỉ. Ờ, thu hoạch chắc từ sớm nào. Nhiều nhà. Nhiều nhà. Hết nào? Hết rồi à? Đây vẫn đang khoác đấy. Thấy đung đưa kia. Bật ngần la. Lại lên. Ui, nó chạy ở trên kia xuống rồi. Tốc độ này có này tốc độ chẳng đến 40 à. Ui cái ấy nó quay tiết lự kia mà. Đấy, xuống đến đây rồi này. Này từ trên kia đến đây mấy chục giây thôi nhỉ. Thế thôi. Ôi giời. Hết.
Hết na ở đây. Chị đang đi xếp na, phân loại la. Đẹp cơ. Lại phải về một quần áo đẹp. Na đẹp, na đẹp. Cho nó cái xinh xinh ra để lên. Ôi giời. Thế phải về mặc váy. Chị nói thế đi làm chứ phải là đi đâu đâu mà. Toàn là to, đẹp. Đẹp chưa? Đẹp. Đã bảo như gái 18 lại còn. Bây giờ giá ổn định rồi nhỉ? Ổn định hơn trước đấy. Rồi ok nha mọi người nha, bây giờ mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc cái video mình quay cận cảnh cái bộ tài na và cũng như là giá na trực tiếp tại tại đây. Mọi người xem video thấy hay cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ kênh, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video nha mọi người nhé. Bây giờ mình xin phép là xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình tiếp theo. Xin chào.